Chào thầy và các bạn, em tên là Phạm Minh Tiến, là sinh viên 1414319, học lớp thực tập về xử lý vào chiều thứ tư. Sau đây em xin trình bày đến thầy và các bạn bài tập 5, đó là vẽ mô phỏng đại mô đun LCD trên cái thí nghiệm với các yêu cầu. Đầu tiên ta sẽ đưa vào phải mô phỏng trước. Đây là phải mô phỏng em đã vẽ từ trước. Ta bằng sử dụng 7.4 HCN 53, vì trong bộ thi trong mô phỏng của đồ đó thì không có con MBI 5026, nên ta sẽ thi thớ bằng hai con 7.4 HCN 595. 7.4 HCN 595 thì ngờ ra là tích cực 1, nên ta sẽ đảo ngờ ra bằng cộng nốt để ngờ ra tích cực về 1,0 lại, sau đó nó vào LCD. Với ngõ ra của HD RCK và thằng G của HD là Q45, chân lệ được nối với RD1, chân D0 nối với RD7, tương tự các chân còn lại. Module này tương tự với module của LED 8 LED 7 đoạn quét, chỉ có thay thế phần HD thành 8 LED 7 đoạn quét. Đây là tổng thể bài phải mô phỏng. Ta sẽ vào phần code. Đối với code của bài này thì dòng đầu tiên sẽ là hiển thị đồng hồ số. Dòng đầu tiên ta sẽ trước tiên là ta tạo một file, rồi ta ép thư viện LCD vào. Trong trường chính thì ta khai báo setup.lcd. Ta nhớ khai báo dòng setup LCD. Sau đó là dòng đầu tiên, ta di chuyển đến dòng đầu tiên là cao tố X00, ta cho hiển thị là chữ đồng hồ số. Đến dòng thứ hai, hiển thị thời gian định dạng là 22:53:59. Thì ta cài đặt sẵn này, giây bằng 59, phút bằng 33, giờ bằng 22. Sau đó ta viết một hàm con LCD hiển thị đồng hồ, trong đó là ta di chuyển đến cái hàng 1 của LCD, ta cho xuất cái LCD giờ, chia cho giờ tương tự là phút và giây ra hình LCD. Tiếp tục là hàng 3 là cho hiển thị tự thực tập LCD, tập xử lý. Ta di chuyển đến hàng 3 là câu tu XY, rồi cho xúc HD data là tập xử lý. Trong vòng lặp vai trụ thì trước tiên ta sẽ cho hiển thị vì chữ đồng số và chữ thực tập xử lý là luôn luôn hiển thị không, nên ta sẽ bỏ ngoài vòng lặp vai trụ, không cần đưa vào. Còn ta sẽ giải mã gọi chương trình con là LCD hiển thị đồng hồ để cho nó cập thời gian. Ta delay một khoảng thời gian là 1 giây, nếu mà giây nó bằng 60 thì nó sẽ reset giây về 0 và tăng phút lên, nếu mà phút bằng 60 thì sẽ tăng giờ, cứ như thế nó reset giờ phút giây. Tiếp tục là hàng 4 là họ và tên sinh viên chạy từ phải sang trái. Đối với dòng 4 này ta sẽ tạo một mảng có tên là họ và tên, đó là tên của mình là Phạm Minh Tiến. Sau đó ta muốn một lòng vòng lọc for gán cho cái họ tên của biến dịch từ phải sang trái, lúc là gán cho biến cuối cùng sẽ bằng biến kế bên nó, sẽ là 12, khi y bằng 0 thì sẽ bằng 20, sẽ bằng cái họ tên của cái biến trước nó là 49. Cứ như thế, sau đó ta di chuyển con trỏ đến cái màn hình LCD ở dòng thứ tư và cho xuất cái LCD data ra. Sau khi chạy hết cái màn 20 tử LCD data thì họ tên, thì ta sẽ gán lại cái họ tên không bằng cái họ tên của màn 19, tức là ta sẽ gán nó thành một khoảng trắng trở lại để nó dịch từ phải sang trái, sau đó ta delay một khoảng thời gian.
là tổng thể bài, tổng thể code. Tôi tiến hành biên dịch chương trình. Ở chỗ xung clock tần số các bạn nhớ sửa thành 20 MHz để tần số được nhạy hơn và nhanh hơn. Ta chạy chương trình. Dòng đầu tiên là hiển thị đồng hồ số, dòng thứ hai là hiển thị giờ 22 giờ 33 phút 59 giây. Dòng thứ ba là hiển thị thực tập bị xử lý, dòng thứ tư là cho dịch tên từ phải sang trái. Và trình bày của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.